sáng ngày 30 tháng 12 tại Hà Nội, Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, giá nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất tăng cao gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị thành viên. Trong những tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhanh, mạnh đến tập đoàn. Thời tiết không thuận lợi, có nhiều đợt mưa bão lớn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt tại các đơn vị sản xuất than Lộ Thiên, Sàng Tuyển, chế biến than. Trước tình hình khó khăn chung, Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam, cán bộ, đoàn viên và người lao động toàn tập đoàn một lần nữa đã thể hiện bản lĩnh, sáng tạo và linh hoạt, ý chí quyết tâm cao, vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tinh thần kỷ luật và đồng tâm với chủ đề công tác năm 2022 là sáng tạo, thiết thực, vượt khó, thích ứng an toàn. Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam và các đơn vị đã tổ chức phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn với nhiều kết quả bứt phá kỷ lục. Theo đó, các cấp công đoàn đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động. Trong năm 2022, có 350 lượt lao động được rửa phổi tại Bệnh viện Than khoáng sản với tổng số tiền 15,4 tỷ đồng. Tổ chức cho 73.211 lượt người đi tham quan nghỉ mát với tổng số kinh phí 415,5 tỷ đồng. Số lao động được đi điều dưỡng, hỗ trợ điều trị là 8.153 lượt người với số tiền 28,3 tỷ đồng. Ngoài mức tiền tập đoàn giao chi phí, có nhiều đơn vị đã hỗ trợ thêm cho người lao động từ 250.000 đồng đến 1 triệu đồng một người. Công đoàn các cấp tổ chức tốt phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong năm có 4.219 đề tài sáng kiến, có giá trị làm lợi gần 202 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn biểu dương những nỗ lực của các cấp công đoàn, công nhân viên chức lao động trong việc đồng hành cùng với chuyên môn, thực hiện thành công các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo đời sống, việc làm cho trên 95.000 công nhân viên chức lao động. Ghi nhận thành tích đã đạt được trong năm 2022, tại hội nghị, Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng cờ xuất sắc và chuyên đề cho 8 tập thể, bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022. Phát động thi đua năm 2023, đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh, năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam lần thứ 6, tiến tới Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gặp đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành than, thực hiện chủ đề công tác và chương trình công tác năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam xác định chủ đề, mục tiêu và phương châm hoạt động là đoàn kết, sáng tạo, thiết thực vì người lao động và doanh nghiệp. Với 15 chỉ tiêu cơ bản, 8 biện pháp chuyên đề và đặc biệt là 38 chương trình công tác trọng tâm. Nhân dịp này, Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam trao tặng 36 cờ thi đua xuất sắc và chuyên đề, tặng bằng khen tới 282 tập thể và 225 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn năm 2022, tổng số tiền chi khen thưởng gần 750 triệu đồng.